Hello anh em, hôm nay thì bên mình lại về được một cặp Mazda 3 cực đẹp luôn nha các bạn. Và đối với mình nha, hiện tại bây giờ không phải là mèo khen mèo dài đuôi, nhưng mà anh em nghĩ đi, ở cử tiền dưới 500 triệu, cụ thể là 475 triệu, thì nếu mà mua xe cá nhân đi thì Mazda 3 đang là một cái lựa chọn mình cảm thấy là thông thái nhất nha các bạn. Thứ nhất, xe thương hiệu Nhật bền bỉ. Thứ hai, xe nhiều đồ chơi option. Thứ ba, trẻ trung. Thứ tư, vận hành rất là ok nha các bạn. Và hôm nay thì mình giới thiệu tới anh em hai chiếc Mazda 3 cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Chiếc Mazda 3 màu đỏ của mình đây là 2018, xe cá nhân, một chủ mua từ mới, mình mua ngay chủ luôn. Và odo đang là 57.000 cây chuẩn nha các bạn. Rồi, chiếc kế bên thì mắc hơn một tí xíu, 479 triệu, mắc hơn 4 triệu, cũng Mazda 3 luôn, cũng một chủ mua từ mới luôn các bạn, mà con này đi có 21.000 cây à. Đó, hai chiếc đều đẹp long lanh như nhau hết các bạn. Đó, mình đi chiếc màu trắng trước nha. Chiếc màu trắng thì anh chủ chịu chơi hơn, cho nên là có sơn bộ mâm màu đen kết hợp với cái màu trắng ở đây cho nó thể thao và cá tính. Anh em nhìn vào cái tăng bua thắng ở đây nè, trời ơi là biết hai cái xe này nó chất cỡ nào đúng không anh em. Thì xe tất cả đều là keo chỉ zin ha, sơn zin còn rất nhiều, cho nên là mình cũng không có đi xăm soi từng chi tiết về keo chỉ hay là gì, đâm ra nó dài clip lê thê đi. Mình quay tổng quát cho anh em nhìn cái nội thất của một chiếc xe Mazda 21.000 cây này anh em. Tê chưa anh em, quá là tê tái đúng không ạ. Đấy, anh em có thể xem tiếp đây, hàng ghế sau này rất đẹp anh em ạ. Toàn bộ là keo chỉ nguyên zin, sơn zin là trên 80% nha các bạn. Đó, rất là đẹp. Đó, xe này thì chỉ có cái mâm xe không cả sơn zin thôi nha các bạn, tại vì người ta sơn màu đen người ta thích vậy á. Thì anh em nào rành Mazda thì cho mình hỏi là không biết là cái lipo này á là chủ trước họ gắn hay là thời điểm đó Trường Hải khuyến mãi cho cái bộ lipo này anh em, mà sao chiếc 2018 này lại không có lipo, còn chiếc Mazda 3 mà 2018 mà màu đỏ này mặc dù đi 5.7 vạn đó, 2018 tới giờ đi đúng 57.000 cây, nhưng mà nước sơn zin lại nhiều hơn con màu trắng nha các bạn. Và cái chất nó đẹp thì thôi cũng miễn bàn luôn, đặc biệt nha, nguyên dàn giỏ Michelin mới tinh này các bạn. Trời ơi, mình rất là thích những anh trai nào đó, những anh chủ xe nào mà gắn bộ giỏ Michelin đó. Và anh em nè, để ý nha, đối với cái Mazda 3 đời này á thì cái hệ thống treo sau nó là treo độc lập, cho nên nếu mà nói về vận hành nha, những cái em Mazda 3 đời này á, đi nó còn êm ái hơn cả Mazda 3 đời mới luôn các bạn. Đó, xe này anh em coi một chút xíu với phần nội thất nữa đi, đẹp lắm các bạn ơi ha. Đó, Mazda 3 đời 2018 thì đã có phanh tay điện tử rồi nha các bạn. Và phiên bản này người ta gọi là phiên bản facelift nha. Đó, nói về đồ chơi này, nói về option này, Mazda 3 cái gì cũng có nha. Đời này á là có cửa sổ trời nha các bạn. Các bạn mà đổ qua cái đời mới bây giờ á, thứ nhất là treo phía đằng sau á, nó là treo phụ thuộc, và cái cửa sổ trời nó không có, nó bị cắt bớt nha các bạn. Đấy, các bạn coi đi, đẹp lắm anh em ạ. Đẹp lắm ha. Đấy, có lại chuyển số trên vô lăng, có rui control. Đời này thì chưa có ghế điện nha các bạn, phải đợi qua 19 cuối 2019 đầu 2020 khi mà chuẩn bị ra mẫu mới thì mới có ghế điện nha. Đây, mình mở cái phần máy móc động cơ ra cho anh em xem nè. Động cơ Skyactiv 1.5 đi rất là tiết kiệm nhiên liệu và cũng rất là hay nha các bạn. Xe Mazda mà đời này so với các cái đối thủ cùng phân khúc á, thì anh em nghĩ đi, với cái giá tiền 475 triệu chỉ có khi còn bằng một con Kia Cerato thôi các bạn. Các bạn nghĩ đi, nếu như cho các bạn cầm tiền thì các bạn chọn Mazda 3 hay là các bạn chọn Kia Cerato, mà không những cái tầm tiền này nó còn xem xem với cả City. Vios thì bây giờ nó thấp rồi ha. Anh em mua City hoặc là mua Accent ráng lên một tí xíu. Đó, City, Accent nó là phân khúc sedan hạng B, em này là nhảy lên hạng C rồi. Đó, anh em nhìn coi cái máy. Anh em nhìn này, từng con ốc, từng cái vị trí này nó mới nguyên như thế này. Ốc đắp cabo chưa có dấu tháo luôn các bạn. Đã dùng một cái từ là con xe này sơn zin trên 90% thì anh em hiểu cái chất xe nó đẹp cỡ nào đúng không ạ? Đẹp lắm các bạn ha. Đó, trong clip thì không biết là do trời nắng hay là do ánh sáng nó như thế nào thì không biết là diễn tả cho anh em về cái độ đẹp của những em xe này nó như thế nào. Đó. Nhưng mà không những đẹp nha, chạy nó sướng lắm anh em coi này. Nhưng cái phần phía nhựa phía trước này nhìn nó đều, nó đẹp mà nó chưa có dấu mỡ luôn các bạn. Các bạn nhìn đi, đẹp lắm, đẹp từng chi tiết luôn các bạn ha. Đó, anh em nhìn này,
cái miếng tản nhiệt ở phía trên này nó thẳng băng như thế này thì anh em biết cái xe nó đẹp cỡ nào ha. Đó, dàn gầm đồ sáng trưng à, rất rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, anh em nhìn coi. Đó. Nè anh em nhìn cái lườn này. Nhìn cái lườn này này, thấy không? Đó, bày một kinh nghiệm cho anh em coi xe nha. Những cái xe này bị cấn cái lườn á, hoặc là sơn lại cái lườn này nè, là nguyên cái phần lai cốt ở phía dưới đây là nó mất hết nha các bạn. Đó, anh em cố gắng cúi xuống tí xíu. Mình soi gầm đi. Trời ơi, gầm đẹp lắm các bạn ơi. Đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Thấy không? Đó, rất đẹp nha các bạn. Đây, mình nổ máy cho anh em coi. Đó, anh em nhìn phía trong đi. Đây, xe này này, đây ngay vị trí này này. Đó, không có bọc nỉ, bọc đồ, không có bọc ni lông hay là bọc sàn gì hết nha các bạn. Mà nó đẹp cỡ này, thảm sàn zin này các bạn. Đó, ghế da zin này nha. Đó, đây, mình nổ máy cho các bạn xem. Đó, đây. Ồ, đẹp chưa? Đấy, cho mình mượn camera một tí xíu. Đây, để quay cho các bạn xem. À, đối với Mazda 3 đời này này, anh em có này. À, vô lăng mới này, thấy không? À, cụm vô lăng mới, có cruise control này. À, có lẫy chuyển số trên vô lăng. Anh em thấy có lẫy chuyển số trên vô lăng không? À, màn hình này, màn hình này. Đó, hệ thống điều khiển âm thanh ở phía dưới này. Đó, rất là hiện đại ha. Đấy. Đây, màn hình này nè anh em. Đó, đẹp chưa? Đó, điều hòa này, này. Anh em thoạt nhìn thì tưởng đâu nó là điều hòa cơ, nhưng thực chất nó là điều hòa tự động nha anh em. Điều hòa tự động auto này, thấy chưa? Hộp số tự động 6 cấp nha các bạn. Hộp số tự động 6 cấp ha. 4 túi khí vòng quanh xe nha. 4 túi khí vòng quanh xe, cửa sổ trời này. Đó, anh em nhìn đi, ở cái cửa tiền này. Đó mà mua được một em Mazda 3 như thế này. Đó, lái hay, xe bền, chất ô đô ít, xe cá nhân, một chủ giữ gìn thì anh em biết nó hợp lý cỡ nào đúng không ạ? Rồi, mình quay chút xíu về phần nội thất của em màu trắng này. Em màu trắng này thì đi ít hơn. Thì cũng nói một cách công bằng thì em nội thất màu trắng này nội thất quá keng xà beng đi. Ha. Đây, trời ơi, xe này chủ xe mình mới thấy về anh em. Không biết bọc để làm gì nữa. Trời, ông bọc cái này ông sợ mòn hay sao, nhìn nó mới keng à. Đây bạn quay phim coi. Trời ơi. Thua luôn anh em. Bỏ tay luôn. Bỏ tay luôn các bạn. Xe này thì gắn nhiều đồ chơi nha. Đó, bấm nút đề này, ha. Rất hiện đại luôn các bạn. Đây, cũng có cửa sổ trời, cũng cẩn thận và tỉ mỉ bọc trần ni lông cho anh em luôn. Đây, cho mình mượn camera một tí xíu. Đó, đối với Mazda 3 này, con này đi 22.000 cây nha anh em. Đó, mượn mình mua 21.700. Xe này thì có gắn húp này, húp cảnh báo tốc độ này, có cảm biến nha, cảm biến ghe này gắn riêng này, có cảnh báo áp suất lốp ở đây nha các bạn. Màn hình đây, zin nguyên bản ha. Đó, vô lăng này. Vô lăng coi. Đó, cruise control này các bạn. Đó, anh em nhìn bề tì tay được coi. Đó, rất là đẹp ha. Toàn bộ là ghế da zin nguyên bản hết nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn xem. Đẹp lắm ha. Đó, xe ở phân khúc hạng C. Cho nên là ngồi nó sẽ rộng rãi và thoải mái hơn xe hạng B nhiều nha anh em. Đó, cốp nó cũng rộng hơn, đi nó êm ái hơn. Xe này á, đi ít cho nên là nguyên dàn vỏ là zin theo xe hết. Xe sản xuất 2018 cho nên đắt vỏ là những tuần cuối của năm 2017 nha anh em. 51-17. Con này thì quá keng xà beng anh em ơi. Đẹp lắm ha. Con này đỉnh nè. Con này thì nước sơn thì nó không bằng con đỏ nhưng mà rất là đẹp. Wow, này đẹp quá. Đây, máy móc đây anh em, đang nổ ha. Động cơ phun xăng trực tiếp, tỷ số nén cao, Sky Active của Mazda. Một cái niềm tự hào về công nghệ của Mazda. Cái này quá mới các bạn ơi, mới keng à. À, mới keng xà beng luôn. Rất là hợp lý nha. Rất là hợp lý và rất là đẹp nha các bạn. Nha. Đấy, để mình ngồi thử. Hai xe này đều là bản 1.5 sedan hết nha các bạn. Đây, mình ngồi thử hàng ghế sau đây. Đó là cái lúc nãy là cái ghế này mình để nó dài ra các bạn ha. Ngồi sẽ thoải mái hơn xe hạng B rất là nhiều. Rộng rãi hơn, êm ái hơn. Đó, anh em nhìn những cái chi tiết ở đây. Còn rất là nguyên bản luôn. Đó, cái ghế da màu nâu này, cái ốp này màu nâu xịn này ha. Cái ghế da này thì zin nào giờ. Đấy. Em màu trắng là 479 triệu nha các bạn. Ha. Mới quá. Mới tin à. Trời ơi, mới. Đây, vỏ xi cua chưa lăn bánh nha các bạn. Các bạn nhìn xem. Nó quá là keng luôn các bạn ơi. Chuẩn xe cọp nha các bạn. Đẹp quá. Phía trong này nè. Nhìn nè, mới lắm các bạn. Mới lắm.
Giá thì là 479 triệu. Mình quay em màu đỏ, rẻ hơn 4 triệu, 475 triệu. Cũng kiên không kém luôn các bạn. Trời ơi. Rất là tự hào mang đến những cái sản phẩm giá trị cao, chất lượng cao các bạn. Cho anh em nha, rất tự hào luôn. Đấy, lời ít lời mỏng. Tại vì những cái xe này bên mình thu vào giá rất là cao rồi. Đó, nhưng mà ngược lại khi mình bán thì mình sẽ rất là tự hào về chất lượng ha. Đó, bán nó cũng nhẹ đầu hơn các anh em. Bán mấy cái xe kia mệt lắm nha. Lo đi giải quyết khiếu nại bảo hành không là mệt lắm nha. Chứ thật sự là làm xe cọp, xe ô tô X và xe chất lượng cao như thế này á thì thực sự là giá nhập vào cực kỳ cao luôn. Rồi còn bị mạng xã hội người ta ném đá, người ta chửi là bán mắt ăn giày rồi đủ thứ chuyện trên đời hết. Thì nhưng mà mình vẫn quyết tâm mình đi theo con đường của mình là xe cũ chất lượng cao ha. À, và có những chiếc xe mà bên mình đổi xe thì chất lượng nó không cao thì mình bán rẻ, nhưng mà mình phải chia sẻ rõ ràng với khách hàng nha. Thông tin chi tiết về hai em xe Mazda này thì anh em gọi vào số 0931226669 nha. Hiện tại cặp xe này đang ở cửa hàng của bên mình, 09 Lê Hiến Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức nha các bạn.